công nghiệp của xã hội. Cùng sự có mặt đông đảo của toàn thể quý vị. Cùng sự có mặt của đông đảo quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh đã góp phần làm nên sự thành công của ngày hội hôm nay. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và sau đây thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình ngày hội STEM hôm nay như sau. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các nội dung tiếp theo. Một, báo cáo ý nghĩa ngày hội STEM cũng như việc thực hiện công tác giảng dạy chương trình giáo dục STEM. Hai, văn nghệ chào mừng. Ba, trò chơi hoạt náo. Bốn, tham quan các sản phẩm STEM, gian hàng ẩm thực, bài viết chữ đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Đặng Thị Phê, phó hiệu trưởng nhà trường, để lên báo cáo ý nghĩa ngày hội STEM cũng như việc thực hiện công tác giảng dạy chương trình giáo dục STEM. Xin trân trọng kính mời cô. Trên cơ sở những tín hiệu tích cực từ mô hình,
thời gian tới ngành giáo dục cũng như nhà trường sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục STEM bên cạnh hoạt động mọi nguồn lực để nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Các giáo viên sẽ được tạo điều kiện học tập, nâng cao nghiệp vụ, tập huấn về mô hình giảng dạy mới. Cuối lời xin kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc. Chúc các em có một mùa hè thật vui tươi và bổ ích, và không ngừng suy nghĩ sáng tạo trong học tập. Xin trân trọng kính chào. Xin chân thành cảm ơn cô đã thông qua báo cáo. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Và tiếp theo chương trình hôm nay thì xin mời tất cả chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ các em học sinh của trường tiểu học Phương Mỹ 1. Mở đầu là tiết mục đơn ca bài hát mái trường Bến Yêu Game Khánh Ngọc lớp 3-1 trình bày. Tiếp theo là tiết mục song ca Em Yêu Mùa Hè Quê Em do em Bảo Thân và Bích Thơ lớp 4 trình bày. Tiết mục số 3 là tiết mục đơn ca Tuổi Học Trò do em Quốc Thiện lớp 5-2 trình bày. Và tiết mục cuối cùng là tiết mục đàn học cam bài Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng cho em Hồng Ân lớp 22 trình bày. Sau đây xin mời tất cả chúng ta cùng thưởng thức ạ.